小朋友们，大家好，我们一起学汉语吧。chúng ta hãy cùng học tiếng Trung thôi các bạn nhỏ yêu quý ơi. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với bài học số 13 trong chương trình tiền đề yêu tiếng Trung 1 của hệ thống giáo dục phát triển toàn cầu Dalia. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách hỏi đồ vật của mình ở đâu. Các con có thấy là có những buổi sáng tỉnh dậy, chúng ta cần phải thay quần áo đi học mà không tìm thấy chiếc áo yêu quý của mình đâu. Và lúc đó, nếu hỏi bằng tiếng Trung, áo của con ở đâu, các con sẽ hỏi như thế nào? Và để hỏi được câu hỏi này, các con hãy cùng học thật chăm chỉ với cô bài học ngày hôm nay nhá. Trước tiên, các con hãy đọc to theo cô Phượng bài học của ngày hôm nay. Học kết lò sư, ta sớm giờ tú, học ạ. Nào chúng ta nhấp một hụm nước nhỏ, đọc to theo câu Phượng. Học, khai sử. Hoa zi zai nà lì? Hoa zi zai nà lì? Zai chơ lì? Zai chơ lì? Chuyến zi zai nà lì? Chuyến zi zai nà lì? Zai chơ lì? Zai chơ lì? Đoạn xiu zai nà lì? Đoạn xiu zai nà lì? Zai chơ lì? Zai chơ lì? Nǐ de huáng đoạn xiu zai chơ lì? Nǐ de huáng đoạn xiu zai chơ lì? Như vậy là các con thấy qua bài đọc thì chúng ta được làm quen với một số đồ vật, những trang phục mà chúng ta mặc hàng ngày đúng không nào? Đó là đôi tất, hoa dự và cái áo cộc tay, toàn siêu. Và bạn nào còn nhớ chiếc áo cộc tay trong hình ảnh vừa nãy có màu gì không ạ? Đây, chỉ là khoáng sơ, tùy vào khoáng sơ. Chiếc áo cộc tay màu vàng, khoáng toàn siêu. Khoáng toàn siêu. Đây mắt. Và để giúp các con có thể học tốt hơn, nắm chắc hơn bài học ngày hôm nay, cô Phượng muốn các con hãy cùng đọc to với cô Phượng các từ ngữ xuất hiện trong bài. Nhớ là đọc to theo cô Phượng nhé. Học, khai sử. Zài nà lì? Zài nà lì? Zài chơ lì? Zài chơ lì? Cô Phượng đố các con dùng zài chơ lì để trả lời câu hỏi của cô Phượng nhé. Yào shì zài nà lì? Zài chơ lì? Zài chơ lì? Hẳn hò. Hò. Chứ shì chuyến zì. Chuyến zì. Từ chuyến này phát âm khá là khó đấy. Các con nhớ là cho ngôn. Bật hơi ra cho cô nhỉ. Chúng ta cùng đặt tay ở trước miệng. Khi phát âm âm phải bật hơi, có luồng hơi ra tay mới đúng nhá. Nào, cùng đọc theo cô. Chuyến zì. Chuyến zì. Bây giờ hả? Toàn xiu. Toàn xiu. Toàn xiu. Nhớ là áo cộc tay chúng ta mới nói là toàn xiu nhá. Toàn xiu. Toàn xiu. Học tập. Hoa zì. Hoa zì. Wow, đây có phải là một đôi tất không các con? Một chiếc tất vàng, một chiếc tất xanh. Ý cơ khoáng hoa zì, khởi ý cơ lán hoa zì. Không phải là một đôi rồi, đúng không nào? Chúng ta khi đi tất là chúng ta sẽ chọn đôi có cùng màu, giống nhau để đi mới thành một đôi nhá. Hoa zì, hoa zì. Hẳn hò. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại tên của các đồ vật và tên của trang phục mà chúng ta vừa gặp ở trong từ phần từ mới nhé. Đó, chứ sư sở mắt. Đệ, chứ sư hoa zi. Hoa zi. Chứ sư sở mắt. À, đây, các con còn nhớ là khi cô Phượng nhắc, khi phát âm từ chuyến zi, chúng ta phải bật hơi ra tay nhỉ. Chuyến zi. Đó, 这是什么?
非常棒，这是裙子，这是裙子，很好。这是什么？哇，你们太棒了！这是短袖，这是短袖。对，蓝短袖。好的，那我们来跟老师回答老师的问题好吗？khi mà chúng ta không thấy một đồ vật nào đó chúng ta muốn đi tìm, muốn hỏi nó ở đâu thì chúng ta sẽ dùng tại ná lì để hỏi hả? Tại ná lì, ná lì. Cô Phượng sẽ hỏi, các con dùng tại chơ lì để trả lời cô nhé. Toàn xiêu, tại ná lì. Đây, tại chơ lì. Các con có thể trả lời ngắn gọn, tại chơ lì. Hoặc các con sẽ trả lời đầy đủ, toàn xiêu, tại chơ lì. Cùng trả lời lại câu nhé. Toàn xiêu, tại ná lì. Đây, tại chơ lì. Toàn xiêu, tại chơ lì. Thấy không? Chơ sư sở mơ? Chơ sư toàn xiêu. Hảo. Chơ sư sấy tờ toàn xiêu. Chơ sư sấy tờ toàn xiêu. Giả vờ đây là chiếc áo cộc tay của các con. Các con sẽ trả lời là chơ sư ủa tờ toàn xiêu. Chơ sư ủa tờ toàn xiêu. Các con hãy thử hỏi cô Phượng xem đây là chiếc áo cộc tay của ai nào. Chơ sư sấy tờ toàn xiêu, đúng không? Hẳn hảo. Chơ sư ủa tờ toàn xiêu. Chơ sư ủa tờ toàn xiêu. Hẳn hảo. Hảo, chơ sư sở mơ? Chơ sư toàn xiêu. Chơ sư sấy tờ toàn xiêu. Đây, 这是我的短袖. Đây là câu hỏi mới này, khó. Các con để ý, chú ý lắng nghe nhé. Quan sát màu của chiếc áo này và trả lời câu hỏi của cô Phượng. 这短袖是什么颜色的？哇哦，非常棒！这短袖是红色的。这短袖是红色的。非常好，好，老师再问你，这是谁的短袖？这是我的短袖。这短袖是什么颜色的？这短袖是红色的。你喜欢红短袖吗？你喜欢红短袖吗？cô vừa nghe thấy có bạn thì trả lời rất to là xì khoan. Có bạn lại nói là ô xì khoan. Đúng rồi, mỗi người chúng ta sẽ có những sở thích màu sắc khác nhau đúng không nào? Giống như cô Phượng thì cô Phượng khánh xì khoan红短袖. Cô Phượng thì rất thích áo màu đỏ. Còn các con, thử trả lời to, trả lời lại câu hỏi của cô nhé. Ní xì khoan khủng toàn siêu mà. Xì khoan, đệ. Hoặc là bù xì khoan. Phải sẵn hợp. Bấm chí xuyên. Ồ, chứ sửa sửa mà nắng. Chuyến zi, chuyến zi. Rất nhiều bạn nhỏ, bạn gái dễ thương là rất thích những chiếc váy nè, những váy xinh xắn dễ thương, váy Elsa đúng không nào? Giờ bây giờ chúng ta không tìm thấy váy của mình sẽ hỏi là chuyến zi zi ná lì. Đây, chuyến zi zi ná lì. Hả, lão sư vấn, nhìn mà hồi đáp. Chuyến zi zi ná lì? Tại chơ lì. Đây, tại chơ lì. Hẳn hảo. Chơ sư sấy tờ chuyến zi. Cái váy này khá là to đúng không nào? Và đây là váy của mẹ đấy. Cô Phượng hỏi các con trả lời rằng đây là váy của mẹ nhé. Họ, chưa sẽ sấy được chuyến gì. Phải không bảo, chưa sẽ mama được chuyến gì. Chưa sẽ mama được chuyến gì. Hẳn hảo.
Hả? Các con hãy quan sát màu và trả lời cho cô xem chiếc váy có màu gì nhá. Chiếc quần sẽ sở mai yán sơ đa. Chiếc quần sẽ sở mai yán sơ đa. Khấn hò, chiếc quần sẽ lán sơ đa. Chiếc quần sẽ lán sơ đa. Hả? Nì xì hoàn lán quần sơ mắc. Nǐ xǐ huàn lán quǔn zì me? Oh, cô vừa nghe thấy rất nhiều câu trả lời. Có bạn nói là xǐ huàn, wǒ xǐ huàn lán quǔn zì. Nhưng có bạn lại nói là wǒ bù xǐ huàn, bù xǐ huàn lán quǔn zì. Đâu đệ, các con trả lời như thế nào cũng được, bởi vì đây là sở thích của mình mà, đúng không nào? Hả? Oh, 这是袜子, 好吗? 袜子. 袜子在哪里? 在这里, 很好. 这是谁的袜子? 咱们来,带股命令, 刚刚讲了够呢? 这是谁的袜子? 对, 这是我的袜子. 这是我的袜子. 好. 大家看一下颜色哦, 看看你某三呀, 这袜子是什么颜色的? 非常棒, 这袜子是紫色的, 紫色的, 哇, 看看你有点某丁, 紫色, rất tốt, 这袜子是紫色的, 很好, 紫袜子怎么样? Các con thấy đôi tất tím này, đôi tất màu tím này có đẹp không? Zǔ wà zì cǎn mèi yàng? Zǔ wà zì hěn piào liǎng, hěn piào liǎng. Wow, hěn piào liǎng. Lão sư zài huàn, nǐ men zài huì dǎ hǎo ma? Cô phụ zài hỏi lại và các con trả lời lại nhé. Zǔ wà zì cǎn mèi yàng? Hǎo, zǔ wà zì hěn piào liǎng. 你喜欢紫袜子吗? 我很喜欢. 或者, nếu bạn nào không thích thì chúng ta sẽ trả lời là 我不喜欢, đúng không? 好, và như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Phượng phải nói lời tạm biệt với tất cả các con rồi. Các con hãy về ôn tập thật tốt bài học ngày hôm nay để buổi sau chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong bài học tiếp theo nha. 好, 同学们, 再见!